Xin kính chào các bác nha, lại là em đây Đấy. Thì nói thật với các bác là Rất nhiều các loại cây mà na ná giống nhau Và có nhiều nơi gọi là cây cải trời Đây là cái cây rau díp rừng Bởi vì cái lá của nó giống lá rau díp Và ăn nó cũng đang đắng giống như rau díp Và nó lên mọc dại cho nên người ta gọi mãi nó thành thói quen là rau díp rừng và hiện nay việt nam đang dùng cây rau diếp rừng này với cái tên của thuốc nam thuốc bắc đó là bồ công anh việt nam và trên hình ảnh các bác đang xem đây là cây bồ công anh của trung quốc bồ công anh này được di thực từ trung quốc về một số tỉnh phía bắc hiện nay cũng đang trồng cái cây bồ công anh này nhằm đáp ứng cái nguồn dược liệu cho nước nhà và cũng như phát triển kinh tế bên cạnh đó với cái tên cải trời thì rất nhiều nơi gọi những cái cây khác nhau thí dụ như cây này em gọi là cây hạ khô thảo này thì cũng gọi là bồ công anh cây bên cạnh đây là cây rau má lá rau muống này cũng có nơi gọi là cây cải trời vì nói chung là hình dáng của nó nhìn giống rau cải mà nó mọc khoang cho nên người ta nói là của trời cho nên gọi là rau cải trời các bác ạ đấy còn danh mục làm thuốc thì phải gọi đúng tên thì khi sử dụng nó mới có tác dụng các bác nhá vâng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em